mà giờ công an giữ mà đôi dép nó cũ rồi, hỏi mẹ nó chứ lúc nó đi nó mang đôi dép cũ hay mới, bả nó đôi dép cũ nữa. Dạ. Ở trùng hợp vậy ha. Nhưng mà để ngày mai hỏi công an coi đôi dép sao, chụp hình gửi gì chứ cho mẹ nó coi phải đôi dép đó của nó. Vậy là ngày mình trước mắt mình lại đây lấy thông tin xong ngày mai là chị mới lên công an. Rồi lên công an Sóc Trăng để mình hỏi ha. Hỏi thăm coi sao. Thường ngày hôm qua thì em thấy được bên phía lực lượng chức năng thì cũng tìm kiếm lắm. Nhưng mà hôm nay thì chắc người ta tìm một ngày thôi, không thấy thì hôm nay thì nó không có tìm. Không thấy tìm. Để lần nữa hỏi công an coi đôi dép nó là sao, với lại coi cái tờ giấy để như thế nào. Dạ. Coi là biết là phải nói hay không. Rồi là bé là tên gì chị? Nó tên là Lăng, Trần Lăng Anh. Trần Lăng Anh, 14 tuổi. 14 tuổi. Rồi là, bé là gì với chị vậy? Nó là, như nói với chị là anh em con cậu ruột á. Dạ. Mấy hôm nay thì người nhà ở dưới cũng tìm kiếm khắp nơi. Trời ơi, nói đi cái mẹ nó là đâu có biết, nói chung mẹ nó thì không biết chữ biết nghĩa gì hết trơn á. Dạ. Rồi với lại á, mẹ nó thành ra mẹ nó cũng không biết tính toán là con đường đi kiếm rồi. Nhưng mà chị thấy nó đi như vậy, chị thấy tội nghiệp nó bị gì, nó đi rồi nó 14 tuổi mà nó còn khờ còn ngu lắm. Dạ. Nên chị bỏ nó không đành với nó cũng dễ thương, nó đẹp gái, thứ nhất nó đẹp gái mà nó cũng dễ thương. Dạ. Nên nó chị nói kêu mẹ nó thôi đừng có bỏ nó thôi đi kiếm con với tám kiếm. Rồi hổng gà chị với bả ở dưới đi kiếm mấy ngày nay lội lặn đi khắp nơi khắp xứ tìm mà không biết ở đâu đi, vừa mệt mà kiếm nó không có nữa. Trời ơi. Ừ, cũng rất là buồn lắm. Rồi không biết có bạn trai bạn gì nó chở nó đi lên khúc trên này rồi có làm gì chuyện gì mà nghe nói đứa bé đâu trên này 14 tuổi nhảy xong nè, mà chị nói không biết những bạn trai nó có chở nó đi chơi chỗ này chỗ kia mà làm cái gì nó buồn nó nghĩ quẩn không, mà đó nó phóng xong chị cũng hơi không biết có nghi nó phải vậy không nữa. Chưa biết gì chân mà thấy trùng hợp quá. Đúng rồi. Tự nhiên cái con mình. Nhưng mà dưới Bạc Liêu giờ kiếm nó không có nè. Không có nhưng mà nghe tin tức như chị cũng hơi nghi nghi nó. Dạ. Mà bé có hay đi như vậy không chị? Nó cũng ít đi chơi lắm mà sau đợt này á mẹ nó đánh nó chị bắt đầu là nó bỏ nhà đi đó. Dạ. Dạ. Rồi với sợ chị sợ nó ra đường mà nhiều người dụ dỗ nó là ngon tiếng ngọt cho đi đây chơi đi đây. Nó mê đi chơi lắm. Dạ. Rồi bắt đầu thì sợ chị sợ dụ dỗ vậy đó rồi đi chơi vậy đó. Tôi sợ đó, nhiều khi bạn chở đi chơi cái hai đứa xảy ra có chuyện mâu thuẫn hay là có chuyện gì đó rồi để cho nó buồn. Nó vừa buồn gia đình, nó nói để ra đường ngoài đường nó đi chơi được vui vẻ thông thả, mà ra ngoài đường nó cũng dẫn gặp chuyện buồn, thành ra nó nói nó tự dặn nó chết cho rồi, nhầm đứa nó suy nghĩ quẩn á. À, đúng rồi. Thì vừa buồn gia đình bỏ nhà đi ra ngoài đường cũng gặp cái chuyện buồn nữa, sống để làm gì nữa, thành ra chỉ suy nghĩ chắc nó suy nghĩ chuyện quẩn quơ chắc nó như ra ngoài rồi tiền bạc đâu ăn uống này kia rồi sao không biết luôn. Rồi không biết ở nhà ai, nó ra ngoài đường đâu có chỗ ăn, chỗ ở rồi. Bởi vì chị suy nghĩ thương nghiệp sợ là bé nghĩ quẩn, nó nghĩ quẩn lên nên là bé. Bởi vì bé đi đây cũng khoảng là 5-7 ngày hả chị hả? Nó đi cũng 5-7 ngày rồi. Dạ. Nó đi cũng một trong một tuần lễ nay rồi. Dạ. Chị bởi vì giờ cũng cầu mong như các nhà hảo tâm nên như cũng đăng nó lên mạng rồi nè, cũng nhờ kênh anh Hùng Mạnh với Minh Thiện TV rồi đăng nó lên mạng để tìm kiếm giúp được, chứ bây giờ người nhà kiếm thì kiếm vòng vòng Bạc Liêu thôi chứ nó cũng đâu kiếm xứ khác được, nên mới nhờ đăng lên trên cộng đồng mạng, nhờ các cô chú bác trên cộng đồng mạng rồi tìm giúp ai thấy tìm giúp. Chứ mà Bạc Liêu rộng lớn mình gia đình mình đi tìm biết tìm đâu đúng không chị? Đúng rồi. Tìm. Nói chung Bạc Liêu rộng lớn đi ghét cũng đâu có biết tìm nó biết được. Ở đâu đâu tìm. Biết ở đâu đâu đi đó. Giáp cái Bạc Liêu cũng đi đâu có nổi đâu. Dạ. Người chị có hình ảnh gì của bé không? Có trong điện thoại không? Có. Chị mở lên cho mọi người xem coi. Ai có gặp bé ở đâu thì có thể là liên hệ qua gia đình. Thì cũng còn mong thì cái sự việc ở đây cũng không phải là bé. Thực sự thì gia đình cũng đang rất là lo lắng đó. Hiện tại thì đang có mặt ở thành phố Sóc Trăng cũng như là chị này đi tìm con gái đó ha. Còn tấm nào gõ nó hơn nữa không chị? Để tấm nữa thôi bọn nữa chị, bên kia đó. Chưa để con mấy tấm này. Bây giờ này cũng khuya chị từ ở Bạc Liêu xa xôi đến đây để tìm con. Cháu, chị em. Chị em. Còn tấm này. À, tấm đó. Thôi gõ. Rồi thấy rồi. Rồi, bây giờ. Trắng quá ha. Xem thử coi. Chắc tôi không thấy gì hết.
chị cứ đem lên chính hết hương này kia hả? Sao? Hết hương này kia hả? Anh Minh Thiện không biết anh có. Dạ, chị có mua đồ đồ sẵn chưa? Anh Minh Thiện kêu mua bánh nhang lên á. Dạ, dạ. Thôi hỏi mấy ảnh coi sao. Rồi. Đây là người nhà của bé gái nhảy tại cầu quay cả nhà. Thì chị cũng đang thắp hương cũng như là cầu nguyện. Cũng chưa biết rõ là có thật sự là em của chị như là người nhà của chị hay không, nhưng mà vẫn cầu nguyện. Thì do là một tuần trước là em của chị 14 tuổi, bé gái là bỏ nhà ra đi, là do dặn gia đình. Thì cũng bỏ đi cũng khá là lâu. Thì đến bây giờ chị nghe được thông tin ở Sóc Trăng nơi đây thì có một bé gái nhảy cầu. Thì chị cũng tới tóc đến đây, tại do là tìm cả tỉnh Bạc Liêu nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Thì nghe thông tin quá bất ngờ luôn cả nhà. Chị cũng đang cầu nguyện cả nhà. Chị cũng đang đốt nhang cầu nguyện để hy vọng thì bé sẽ sớm nổi nha cả nhà. Hiện tại thì đã một ngày một đêm, hiện tại thì đêm nay là đêm thứ hai cả nhà. Thì hiện tại thì nước cũng đang chảy rất là xiết luôn cả nhà. Chị em cô cậu rồi bỏ nhà đi mấy hôm rồi chị? Bỏ đi hồi bữa thứ 6 là 13 tay mình đó. À 13 tay. Là bé buồn gia đình hả chị? Hay như thế nào chị? Mẹ nó đánh nó rồi nó buồn nó bỏ đi. Bỏ đi rồi cái tối lại rồi mẹ nó thấy mắt nó không có ở trong nhà rồi mẹ nó mới quả tóc chạy kiếm nó không có gặp. À. Không gặp cái bắt đầu lúc đó nửa đêm mà bả điện cho chị, bả điện cho chị bắt đầu cái chị nghe cái chị cũng hết hồn nghe nửa đêm mà cái tin mà nó bỏ đi. Bắt đầu cái bữa đó bả điện cho chị là lúc đó 9 giờ mấy rồi. Tự nhiên bả điện bả nói mày điện lại tao nói chuyện với mày cái ơi. Cái bắt đầu em cũng không biết là bả nói chuyện gì, cái em mới mở Zalo lên em điện mới nói mày, bả vừa điện mà bả vừa khóc, bả nói mày coi con Thanh cậu đánh nó bỏ nhà nó đi. Rồi bắt đầu cái em nghe bả nói một câu vậy em cũng hết hồn, em cũng chừng hững. Hồi đó giờ nó đâu có đi sao tự nhiên bây giờ cái bắt đầu cái bả nói là nó bỏ nhà nó đi. Cái lúc đó cái em hết hồn chừng hững rồi. Rồi em nói thì thôi đi, tắm được có buồn tắm được thì em cũng phiên bả cái sáng hôm sau em mới qua nhà bả. Em qua nhà bả rồi bắt đầu cái em mới phiên nó thôi bây giờ tám cứ gắng đi kiếm nó đi chứ tám đừng có bỏ nó. Con thấy nó còn cũng thương. Cái bả cũng định là bỏ nó nhưng mà bả nghe em phiên bả quá cái bả không nghe lời em. Cũng thấy hôm nay là em với bả coi như đi vòng vòng Bạc Liêu kiếm nó hoài mà không thấy. Kiếm khắp nơi luôn. Kiếm khắp nơi không thấy nó. Mà thật sự cái người mẹ mà đánh bé Lan Anh, lúc mà nghe hàng xóm cũng như hàng xóm kể lại là cái người mẹ đánh bé Lan Anh rất là dữ. Đánh cạo đầu rồi nói chung là đánh giả mà. Nói chung bả nóng, bả nóng lên rồi bả đánh nó là từ chết tới chết. Nhưng mà bả đánh nó rồi là nó hồi đó giờ nó đâu có đi. Nhưng mà buổi chiều đó tại sao bả đánh nó rồi là nó bỏ nhà nó đi. Hồi đó giờ nó bị đòn bị quánh rồi cũng nhiều lắm. Nhưng mà nó không bao giờ nó đi.
Còn sau đợt này nó đi đã đi mất tích luôn rồi. Ngày qua là nghe nói cái vụ mà bé ở trên đó, cậu quay Sóc Trăng nhảy cầu mà 14 tuổi, nghe nó hình dạng cũng giống nó hôm nay á. Em lên em đốt nha, em cũng cầu nguyện nếu mà phải nó thì nó cho nổi lên liền sớm sớm. Rồi em xác nó về. Bây giờ đã nổi lên ngặt cái là không có ai đi tìm. Dạ. Nếu không ai đi tìm phải nói lên nó nổi lên nổi sớm lên rồi đó. Cho em tìm gặp cái xác nó. Hơn 24 giờ rồi. Đúng rồi, giờ nổi rồi. Cầu mong sao là cái cháu này là không phải là cháu Lan Anh. Dạ. Mà nhiều cái sự nó trùng hợp với nhau, nó trùng hợp quá. Thứ nhất là bé từ 14 đến 16 tuổi. Thứ hai là mang đôi dép cũ. À, bây giờ nếu mà có nổi lên thì mình tìm được thì mình mới phân biệt được. Dạ. Tại vì hồi nãy là mẹ của cháu bé Lan Anh á là nói là lúc Lan Anh đi là cũng mang cái đôi dép cũ nữa. Dạ. Có trùng hợp gì đó. Đôi dép cũ trùng hợp. Nãy em đi á, thì bắt đầu em cũng có điện, em hỏi như cái bữa đó nó đi rồi nó có mang đôi dép mà bả nó có hỏi đôi dép cũ không mới. Cái bả nó đôi dép cũ xì à. Dạ. Hôm hôm qua có ai thấy là bé mà té ở đây mặc áo màu gì không ta? Dạ có người thấy nhưng mà em cũng không biết là người đó ở đâu nữa. Có tại người thấy là bay xuống, cũng như là vừa thấy xuống là bay xuống vớt liền. Nhưng mà người ta giống như bị trôi á, không có gặp được luôn. Hôm qua bé Lan Anh là mặc áo màu đen đúng không chị? Mặc màu đen, áo phát màu đen đi. Nó đi nữa hay bằng cái áo phát ở ngoài. Dạ. Cái áo phát ở ngoài màu đen nhưng mà cái hình con thỏ đó. Nhưng mà nó đi ra rồi thì ở nhà là nó đi ra đường nó ưa bạn áo đó, mà một khi mà nó đi chỗ khác á thì em không biết nó có bạn hay không, cái đó em cũng không biết nha. Nhưng là tóc phục ha. Tại vì tóc đã bị người mẹ cạo đầu cho nên là bé đội nón. Cũng ra một khúc có khoảng mấy dây đây nè. Cạo đầu luôn. Ừ, cạo đầu bé. Thậm chí bà nói nó không nghe, bà dặn bà tức quá bà mới đi cạo đầu chồng cho nó, cái sau này cái tóc nó ra cũng khoảng một khúc vậy nè, sững sững nó. Ra bắt đầu hơi sững sững tóc vậy nè. Nó kia cũng giống hệt như là cao bộ tém. Mình gặp được cái người hôm qua mà bắt gặp mình hỏi cái thông tin là có thể mình đã biết đó. Nếu mà đúng cái áo màu đen là 80% luôn á. Đúng rồi đó. Nếu mà cái áo màu đen thì đúng rồi. Nhưng mà tóc thì nó cũng dễ phân biệt. Không, lúc mà chụp lên thì xuống ta không có để ý cái đó đâu. Nếu mà cái áo á. Bây giờ là chỉ trước mắt mình gọi chị xin để mình thắp hương. Còn ngày trước rồi ngày mai là mình tính vô cơ quan chức năng rồi mình hỏi thăm hả chị? Đúng rồi. Dạ, em chào chị. Hôm nay thì chị cũng nhờ anh Minh Thiện với anh Hồng Mạnh là từ ở Bạc Liêu rồi đưa chở lên đây luôn. Hỗ trợ lên đây, nghe nói là trùng hợp quá. Thì hôm qua cũng thấy bên Barina với quý xe tộc đồ đăng lên. Cho nên là thấy cái sự trùng hợp quá cho nên mấy anh em mới chạy lên đây. Lên đây xem thử như thế nào á. Mà nghe kể nó giống nhau quá. Thứ nhất á, là bé là mẹ đánh quá. Đó. Ở nhà nó lì rồi bà đánh nó dữ lắm. Đánh mà nghe nói đánh dã man, thậm chí mà cô hôm qua chính miệng cô nói là muốn cởi quần bé cho ra ngoài lộ luôn, cho ngoài đường luôn mà. Bà nổi nóng mới lên là bà làm bất chấp tất cả hết trơn luôn. Bởi vậy á, người ta nó đánh quá sợ nó bỏ nó sợ nó mới bỏ nhà đi đó. Có khi nào sợ là sợ bé đi rồi đầu bé buồn quá. Thì em cũng không biết sao. Thôi, cũng hy vọng không phải bé. Nói chung thì không có ai hy vọng là bé. Không hy vọng là không phải bé, để bé giống như bé đến nhà bạn nào đó nó chơi thôi. Bây giờ cũng không mà lại về. Mấy chị có hình ảnh của bé không? Chị lấy hình ảnh ra cho em xem đi. Cũng như là bà cô chú nào mà có thấy được đó. Nhưng mà mấy cái này là tóc, mấy cái này là tóc nó dài lúc mà mẹ nó chưa cạo đầu nè. Còn những cái lấy cái tấm ảnh mà hôm qua bé đi á, cái mặc áo đen á, áo phát màu đen á, có chụp hình á, có trong bên TikTok có mà, lúc bé đi mặc áo mới nhạc lên nha chị, lấy hình ảnh á, lấy hình ảnh á, đừng vô TikTok nha, nó có nhạc á. Thật sự là không phải rất là mong, không phải là bé đâu chị, nhưng mà nhiều cái sự trùng hợp quá. Tại vì cái tầm khoảng 14 đến 16 tuổi thì một lần nữa là mang đôi dép cũ. Sao mà em có chụp mà bây giờ không biết ở đâu rồi, để em hỏi nha. Không phải là 4 tuổi rồi, mất tích mấy ngày nay rồi, bỏ đi mấy ngày nay rồi, chị đi tìm á. Bây giờ thì xác bây giờ là nè, đã nổi rồi đó, đúng rồi đó. Này áo này hôm qua là hôm qua cái chị kia nói là thấy bé này mặc áo này đi nè. Đó, chú anh chị xem bé này hôm qua là mặc áo này đi nè. Lúc đi là bằng cái áo đó ha, màu đen ha. Đúng rồi, nó đi là nó bằng áo màu nè. Nó bằng áo này đi nè. Dạ. Rồi nó đội cái nón bo màu đen.
Đó, tại vì bé là bị mẹ cạo đầu đó cho nên là chùm lại nó mắc cỡ lắm. Đúng rồi. Bây giờ tóc nó ra dài khúc vậy nè nghe, mà nó gặp ai nó cũng vẫn đều mắc cỡ hết trơn á. Cạo đầu mà kinh hồn nghe, đánh dữ lắm, đánh dữ luôn á. Dòng vôi điện báo quánh hay là đứt luôn, nó đứt thành đánh giả mang luôn. Trời, bé mới có 14 tuổi thôi. Báo quánh là ai quánh? Mẹ. Cái đó là mẹ nuôi. Mẹ nuôi. Dạ. Tại vì cô đó là sinh bé là lúc từ hồi nhỏ. Dạ. Mới có 2 tháng, đó. 2 tháng là mẹ, mẹ nuôi. Rồi thành ra bà mê con lắm, thành ra bà sinh về bà nuôi. Nhưng mà thì nói chung con nhỏ này nè, nó cũng là nhỏ tuổi, nó cũng bằng tuổi với đứa con của em á. Dạ. Nhưng mà đứa con của em sanh trước nhỏ này một tuần lễ. Dạ. Rồi bắt đầu rồi tới một tuần lễ sau mẹ nó sanh nó đó. Dạ. Hai đứa đùng cùng tuổi với nhau, nhưng mà là đứa này nó nhỏ ngày hơn. Dạ. Nhưng mà cho dù con mình thế nào mình không nên đánh, mà đánh giả ban và đánh mà cạo đầu rồi bạo quá. Bởi vì có lòng sinh về mà tại sao có lòng không có lòng thương mà quýnh đối xử với bé vậy trời. Bé chịu không nổi, bé phải bỏ đi. Bây giờ cô với thôi Hằng cũng quá muộn rồi. Bởi vậy bây giờ nói chung nhờ YouTube đồ đăng lên để mà nhờ các cô chú mạnh thường quân đồ kiếm tiếp, cộng đồng mạng đồ kiếm tiếp, chứ bây giờ dưới Bạc Liêu đâu biết ở đâu đâu mà kiếm. Trời ơi, Bạc Liêu rộng lớn, bây giờ đi tìm thì chỉ một cái chỗ nhỏ nào đó thôi chứ chắc đúng kiếm rồi, đâu mà tìm. Giờ thì chỉ nhờ ông bà cô chú mà đăng lên YouTube kiếm nó mấy ngày nay rồi cũng không có thấy mà liên lạc. Dạ. Về gia đình đang rất là lo đấy. Đây cô chú anh chị chia sẻ giùm cho mấy anh em cô chú có thể mà ta xem được cái hình ảnh của bé đó. Xảy ra sự việc cũng tương tự, bé gái cũng tầm cái tuổi đó nữa. Rất là lo. Thôi mình lại giái đi, mình cầu giái đi. Thắp hương tiếp tục đi. Hy vọng là mình thắp hương không chứ mình không có mua trái cây hoặc là bánh hả chị hả? Thì gấp quá. Thắp hương đi, gấp quá ha. Gấp quá. Nghe gấp quá. Dạ. Gấp cả nhà rồi nên là chị cũng không kịp mua những cái món đồ như trái cây, bánh trái để cúng cho nó. Dạ chào cô Thu Hè, chào Mỹ Chi, bây giờ cả nhà đây là những người tiêu dùng của La Chim, cũng như các bạn cũng thông báo cho em. Chưa có xác định là có phải thật sự là con của chị hay không, nhưng mà chị xuống đây để lúc đầu bố bé gái sớm được cho người dân ở đây ta tìm thấy. Nước ở đây chắc có chảy chắc không hùng đâu ha. Hồi chiều chảy mạnh anh, còn giờ này thì đứng rồi, như đứng nước rồi. Chào chú Quang Tấn nha. Bây giờ là nổi rồi đó. Chào. Dạ. 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 Chị... Dạ. Đúng rồi. Rồi một ngày thì cũng như một đêm, mà hôm nay thì cũng qua đêm thứ hai rồi đó chị. Dạ, nó 24 tiếng hộ nổi rồi. Dạ đúng rồi. 24 tiếng là nổi rồi. Thì chị rất là xa xôi ở Liêu rồi đi xuống đây. Chị cũng đi tìm kiếm khắp nơi ở Bạc Liêu cả nhà, nhưng mà vẫn không có tung tích của bé. Thì chị cũng thấy được một cái thông tin như vậy thì cũng đến đây cả nhà. Em có nhìn thấy không? Có hai chai ghe lúa đằng đó nhìn thấy thôi. Có mời lên làm việc là có một bé gái đó, khoảng đâu đang đi học cấp 3, là nó nhảy giữa cầu, là nhảy xuống là bỏ đôi dép trên giữa cầu luôn, rồi nhảy xuống là khoảng 4 giờ rưỡi chiều, là lúc đó nước đang gồng, đang chảy xiết chở ga luôn. Là lúc đó là công an lại quá trời, rồi mời chủ hai cho con người ghe đó, nói sao mà lúc đầu anh thấy nhảy xuống mà tại sao anh không cứu, mà đợi nó trôi đi một khúc nó chìm xuống rồi mấy anh la làng lên. Là công an có mời ổng lên làm việc tới 10 giờ mấy tối luôn, là ở ngoài này hôm nay đang kiếm là tới 10 giờ mấy. Đem về rồi
Vậy là lúc hả? Lúc mà thấy bé ở dưới mà không ai cứu hả? Đúng rồi. Trời tội. Hồi tới mà bé nó chìm, nó nổi dậy nước đó, nước dòng nó chảy ra ngoài. Nó trôi ra rồi nó trôi khoảng một phút nó chìm xuống là mới phát hiện la làng lên là ở đây người ta mới kêu công an xuống rồi lặn xuống rồi lặn rồi nước nó đang lớn lắm. Nó chìm rồi. Nước chảy lớn vô nó mới kiếm. Nước chảy nhiều. Nước dòng nó chảy nhiều lắm. Lúc đó là chiếc ghe cát hay gì ta? Ghe lúa. Ghe lúa sao mà lúc đó không thả dây xuống mà cứu bé ta? Thầy em không biết cái đó lúc đấy không biết. Hoặc tắm thôi. Thấy đứa gái nữa người ta đâu có dám nghĩ là cái gì đâu, cái thấy chìm á người ta mới ra làng lên thôi. Chừng lên một cái nữa rồi mới vô hộp xuống. Trời ơi, thấy tội quá. Đứng giữa cầu luôn. Nhảy xuống là bé nó thấy luôn đó. Nó em không thấy lúc đó em ra là cũng khoảng đâu 6 giờ ở ngoài này là em mới nghe là mấy hay là nói là có một đứa bé. Là tầm bao nhiêu tuổi chị? Đúng rồi, có khoảng 13, 14 tuổi thôi. Đang học cấp 3 nữa. Trùng học quá. Cấp 3 thôi chứ còn không học nữa đâu. Em nghĩ là bé nó học khoảng lớp 8, lớp 9 thôi. Chứ khoảng em nghĩ theo độ tụi em nghĩ là nó học lớp mấy chị? Nó học lớp 6 rồi. Nhưng mà lúc trước nó học lớp 6 mà ông thầy cho nó ở lại lớp 6 đó, nó tự ái mặc cảm đó, nó thôi cho ở lại thì nó nghỉ học. Thì nói chung là cái độ tuổi đó thôi, chứ không phải là mình khẳng định là nó học lớp 9, lớp 10. Nhưng mình khẳng định cái số tại vì tuổi em nó. Em Xuân nghĩ tuổi nhỏ là khoảng 13, 14 tuổi thôi chứ không có hơn nữa. Không có hơn nữa, chỉ 13, 14 tuổi thôi. Tại bé nó quá trẻ, em nghe nói là quá ấy luôn. Trẻ lắm à. Em bạn em thấy là nhỏ nó chừng 13, 14 tuổi thôi chứ 15 tuổi không phải luôn, có 13, 14 tuổi thôi. Rồi, tuổi rồi. Mấy ông ra lúa này cũng nói là khoảng 13, 14 tuổi thôi. Dạ. Là lên với khai báo với công an là vậy luôn, có 13, 14 tuổi à. Bé Lan Anh là 14 tuổi. 14 tuổi luôn. Dạ. Cũng như bây giờ có gì đó sáng thì mình vô bên trong cơ quan đó thì mình hỏi cái đôi dép. Là mình chụp cái đôi dép lại. Đôi dép tại vì trên cầu á, đôi dép là chị biết đôi dép. Bây giờ lấy cái gối của bé đang ngủ thường á với cái đồ nó đang mặc á rồi chị đưa mình vô cầu nè. Mua giấy trái cây rồi chế dựa cầu chị giấy họ tên nó. Rồi bộ đồ cái gói chứ thả xuống sông lại đi. Nó cho tới đâu thì cho kệ, nói chừng nào nó ngừng chỗ nào là bé nằm ngay chân chỗ đó chị vớt đi, nó không sai đâu. Tại giờ bà tôi ông bà em kể gì đó. Có nghe nói. Chứ bây giờ cũng như là chưa khẳng định. Chưa khẳng định. Ôi, cái gì nổi vậy? Ủa không phải. Con heo. Heo. Hai mắt. Rồi giơ tay lên thì hết hồn hết trơn. Heo. Không đâu, nếu mà bé nó chưa khẳng định được cái ngoài kia heo ngoài kia luôn chứ không có vô đâu, tới 5 giờ chiều nó mới nước lớn mà. Là bé nhảy là nhảy nước đang ròng. Dạ bé nhảy là đúng có nước đang ròng thôi. Em nghĩ là bé trôi ra luôn không có trôi vô. Thường nghe ta kêu là thả cái gối. Đúng rồi. Với dạ với giá họ ta xong chứ bỏ gối xuống nó trôi à. Mà bây giờ nói chung là phải tìm hiểu cái đôi dép có phải đúng là đúng hay không? Đúng rồi. Nếu đúng là mình mới có ai được chứ bây giờ không cùng một là. Bây giờ chị lên phòng 1 đi chị hỏi cái đôi dép đó. Rồi xong nếu mà thật sự đôi dép nó có bé thì chế cứ về dưới chế lấy gối bé nằm mấy vụ đồ á rồi chế cứ quờ giấy họ tên nó chứ quăng lại luôn. Bây giờ đôi dép một phần là nghe nói để lại miếng giấy đúng không? Miếng giấy thì mình coi cái chữ của bé, mình coi cái chữ á. Coi cái chữ giống chữ bình thường bé hay viết không á. Đó, mình có thể mình nhận dạng được. Nhưng mà cho em hỏi là tới vậy này bé nó hình như là nó có quen ai rồi ba mình cấm đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, vậy là đúng rồi nó à. Tại vì nghe bạn nó nói là nó đang quen một người bạn trai nào đó rồi ba mẹ cấm không cho quen. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi. Vậy mày ghê vậy? Vậy vậy luôn hả? Dạ tại vì em có nghe người gì đó nói là qua kiếm là ở nhà chết luôn rồi ở nhà nha. Nhà là nó thẳng nó là nó bỏ mẹ nó nha chứ nó không bao giờ bỏ điện thoại. Tại vì điện thoại lý do sao không bỏ được phải không? Điện thoại nhắn tin cho ghệ, nhắn tin cho bồ thành ra mẹ nó lấy điện thoại lại nó quỳ lại mẹ nó nói gian xin mẹ ơi đừng lấy điện thoại cho của con để cho con xài đi. Rồi nếu mà lấy điện thoại lên đâu nhắn tin cho bồ nhưng mà bỏ hỏm á con cái thằng con của chị là nó nói là con qua con thấy chế Thanh á, chế Lan Anh á là nhắn tin cho thằng nào á. Thì bắt đầu cái về á, nó không có nói với chị đâu, tới hồi đổ bể chuyện ra nó mới nói. Nó mới nói nhưng mà ở nhà nó quen với thằng này, thằng kia bắt đầu là ủa? Nó muốn đi chơi. Vậy là hôm qua chị nghe nói là... Nghe bé đó, nghe cái người bạn đó đi người bạn đi chung bé lên đây luôn. Nói là có quen một anh nào đó, quen ghệ bạn trai nào đó, rồi ba mẹ cấm gia đình cấm, không cho quen, rồi nên nó buồn. Thằng bạn trai nó đi mua xong rồi chạy lên là thấy bé nó nhảy xuống nó mất tiêu rồi đi đâu mất tiêu rồi nó không đi kiếm không thấy. Mà có nghe nói là bé quê ở đâu không? Không có nghe luôn, nó không có nói không chỉ nghe. Nói là đi cùng với bạn trai ha. Dạ đi chung với bạn trai lên đây rồi nó anh ơi cắt nước quá bạn trai nó nói lại vậy. Rồi khoảng 8 giờ tối là em có nghe bạn trai nó kể lại em hỏi thấy nó đi kiếm em hỏi thôi rồi nó nói là đi lên đây với em.
nó anh ơi em khát nước quá, rồi bạn trai mới đi mua nước, rồi mới chạy lên đây nè, rồi mua nước quay lại là thấy bé nó mất tiêu rồi. Nghe bé nó không cho quen với ai luôn, phải là bé thằng bạn trai đó nói là kể là cho nghe bắt đầu có nó quen. Giờ có gì mình lại phường đi, rồi là mình hỏi mình coi cái đôi dép với giấy tờ đi, giấy tờ ở đây coi đúng hay không, chứ giờ mình cũng chưa biết được là có phải là Lan Anh hay không. Em cũng không có biết là bé quen người này người kia, mà ba mẹ cấm cản đâu, tại vì nghe bạn trai đó nói lại, em hỏi bạn trai đó nói lại là có quen với người bạn trai đó, rồi ba mẹ cấm cản không cho quen, rồi nên y bộ y rủ em lên đây chơi, rồi mới là khát nước thêm đi mua, tới chừng em đi mua lại là thấy bé đi mất tiêu rồi, là tóc đi kiếm, rồi ông hò là cỡ 4 giờ mấy 5 giờ rồi nghe ở đây la làng lên là nói là có bé nhảy xuống sông đó, rồi bé nó mới đi báo mẹ này. Cái người bạn trai đó là cỡ bao nhiêu tuổi em? Bạn trai đó cỡ khoảng đâu 15-16 tuổi thôi. Wow. Là thì cao không? Giống quá vậy ta? Đúng rồi, ốm ốm hay cao cao đúng rồi. Sao giống quá ta? Giống quá vậy trời, giống em giống cái hình người bạn trai đó không? Trùng hợp quá luôn rồi. Với em thôi chứ mà chưa có thấy mặt rõ, không thấy. Chưa thấy mặt hả? Thôi chứ không mình mặc vậy đâu, đưa tấm hình thử coi ná ná không, mình đưa tấm hình coi thử rồi coi tấm hình này sao mà nó giống trùng hợp quá luôn. Hơi ốm mà cao đó, cái này hình này cũng ốm nó đúng cao nữa nè, cũng mười mấy tuổi luôn á. Sao giống vậy chứ, phải không? Để em bịch thấy cái mặt nó ngay tới đây thôi à, thấy mà cái thấy cái tướng giống không? Giống giống vậy luôn á, mà em thấy chỉ con khúc chỗ này lên thôi chứ ở dưới này nó thì nó độ có 16-17 tuổi á, cái thanh niên nè, cái thằng con trai nè có 16-17 tuổi à. Rồi coi chừng coi cái phải này, bạn trai nó cái này mình không biết mình đừng có đưa lên, cứ giúp mình nhìn thôi. Tại hồi tối là em thấy bạn đó cũng mình chỉ nghi ngờ vậy thôi, chứ không có lớn nữa mà cũng không thấy nữa, hơi ốm mà ốm mà cao. Rồi nói chuyện với em là em thấy y nó cũng khóc à. Và em lại hỏi nó ở cưng là chị khóc, mà em cưng hay là sao với cưng, em mới hỏi vậy đó, rồi em mới kể cho em nghe là không có nói là hai người nó quen nhau hay gì hết. Em chỉ nói là bé này thấy đưa tay lên nó đang đâu, bé nào thấy đưa tay ai chị? cưng hôm qua là cưng thấy luôn hả? Đâu có xa đâu, mình cứ thấy thôi, đâu có xa đâu con. Là đưa tóc dài hay là tóc cột? Mà họ thấy cái đầu có nhiêu mà thấy tóc đen đuôi tai lên nó cũng nói chung là chứ mình không thấy là tóc dài hay tóc cục ha. Em thấy mặc áo không, áo màu gì? Dạ không, thấy cái đầu với đuôi tai thôi. Thấy đưa đầu đuôi tai lên ngay khúc này nè, lúc em thấy nó dịp xuống mà còn thấy cái đầu không à. Có thấy là tóc dài tóc ngắn không bé trai? Tại vì ướt thường ướt thì nó sẽ đội lên à. Nổi rồi, bữa nay nổi rồi. Là giáp tử cả nhà, hôm qua là khoảng cỡ 4 giờ rưỡi cả nhà. Các cô chú anh chị sao mà nó trùng hợp như vậy, có người nhà của cháu bé ở dưới chỗ cầu quay này cả nhà, nếu mà có ai mà có con mà đi mà không về đó cả nhà, tại vì cái nhà cả nhà tại cầu quay sông Trang. Bây giờ nói chung là thì Vũ Lan Anh đi xa thì nhưng mà mình cũng chưa khẳng định được là có phải là cháu Lan Anh không nhé. Là em là bé có quen một con trai.